thank you Yeah. bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855 990 9000 hoặc v247power.com. Công ty dược thảo Cảnh Thiên, duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714 775 1069, hay 855 775 1069, gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888 880 8345. Hboy ngôi chợ á châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Trung tâm học liệu châu Á United Healthcare tòa lạc tại Sài Gòn Houston Plaza cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về Medicare. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1 866 868 9009. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV cũng như các thính giả của Việt Radio. Đây là chương trình chào mình minh với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning, Gwen. Thưa chào anh Bảo, anh Vũ Kiểm và xin Phạm Cơ xin chào quý vị khán giả của Việt TV Radio Network. Vũ Kiểm kính chào quý khán giả, chào anh Bảo và anh Cơ. Kính thưa quý vị như thường lệ trước khi bắt đầu chương trình chào bình minh chúng tôi xin được tóm lược một số tin chính của sáng ngày hôm nay và sau đó chúng tôi sẽ đi vào phần tin chi tiết hội đàm Đức Mỹ Pháp và Nga về tình hình Ukraine ông Putin tỏ ra hài lòng với tổng thống Pháp Macron một app liên quan đến hoạt động của công ty <laughs> truyền thông của cựu tổng thống Trump dời ngày ra mắt căng thẳng giữa cựu tổng thống Trump và thống đốc Florida Ron DeSantis. Chương trình tài trợ ống hút ma túy trị giá 30 triệu đô la dành cho người nghiền trong chương trình thúc đẩy bình đẳng chủng tộc. Tình hình COVID ở Hoa Kỳ. Các tiểu bang xanh của đảng Dân Chủ bắt đầu tháo gỡ, tháo bỏ khẩu trang. Vợ của Thủ tướng Anh phủ nhận mọi tin tức trên báo chí là bà ta đã chi phối chồng mình trong nhiều quyết định quan trọng của chính phủ. Cuộc cưỡng bức thú tội của cây vật tennis phụ nữ Peng Shui ở Thế vận hội Bắc Kinh. Văn khố của chính phủ Hoa Kỳ đã phải đến mar lago cơ sở riêng của cựu Tổng thống Trump, để thu hồi tài liệu của phụ Tổng thống đã được cựu Tổng thống Trump đem về nhà riêng. Hiện nay, 70% người Hoa Kỳ sống hoàn toàn dựa trên tiền lương đi làm mỗi tháng. Uh, chip về não của ông uh, Elon Musk có thể mang lại cho người dùng những lợi ích như thế nào tại sao nút áo của đàn ông và đàn bà lại khác nhau ở hai bên ở người nữ ở bên trái và người nam ở bên phải ngủ đủ giấc khiến cho mọi người ít tăng cân vì ngủ ít thiếu ngủ khiến cho người ta ăn nhiều hơn các nhà khoa học tạo ra thiết bị cấy ghép tủy sống có thể cho phép người bị liệt đi lại. Tin Việt Nam cho biết hơn một nửa lượng kiều hối mà Việt Nam nhận được trong năm 2021 là do người Việt ở Mỹ gửi về nước. Và xăng dầu khan hiếm ở Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần tin chi tiết thì tổng thống Pháp ông Macron đã họp hơn 5 tiếng đồng hồ với tổng thống Nga Putin về tình hình căng thẳng giữa Nga và Tây phương cũng như về vấn đề Ukraine. Tổng thống Macron đã tuyên bố với báo chí mục đích chính của buổi họp là không tạo nên căng thẳng và mục đích chính đó đã thành công. Ông Putin nói à, sau cái buổi họp thì ông nói là Hoa Kỳ và NATO đã không đồng ý với những cái yêu cầu của Nga. Tuy nhiên ông cũng tỏ ra dấu hiệu là ông sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Yêu cầu của nga là Ukraine không được trở thành thành viên của NATO. Trong khi đó, thì uh, Tổng thống Joe Biden và nhà lãnh đạo Đức là ông Olaf Scholz đã tìm cách thiết lập một uh, mặt trận thống nhất vào thứ hai khi họ gặp nhau tại tòa bạch ốc. Và, tuy nhiên, có một điểm mấu chốt dường như vẫn còn uh, chưa có được uh, thống nhất đó là cái tương lai của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 um, một số những cái điểm chính trong cái cuộc mà thảo luận giữa tổng thống pháp và tổng thống nga để có thể hạ nhiệt cái cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan tới tình hình chung thì tổng thống pháp đã đề nghị những cái bảo đảm an ninh cụ thể như ông tuyên bố sau cái cuộc họp báo chung sau khi mà hội đàm với lại ông Putin gần 6 tiếng đồng hồ, đây là một cuộc họp kín, thì Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron trước hết ông nhìn nhận không có an ninh cho âu châu nếu như không có an ninh cho nước nga đó là một cái tuyên bố nhằm bảo đảm an ninh cho nước nga ngoài ra thì tổng thống nga ông khẳng định cả ông và tổng thống pháp đều không muốn có chiến tranh xảy ra giữa nga và khối nato mà không bên nào thắng cuộc hết cả đó là lời tuyên bố của ông putin Ông nói thêm rằng ông sẵn sàng làm mọi việc để tìm kiếm những cái sự đồng thuận có thể làm hài lòng tất cả các bên tức là khối NATO, Ukraine và ngay cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Putin vẫn một mực rất gay gắt đối với lại khối NATO về cái ý tưởng là nới rộng nhận cái thành viên mới là Ukraine, bởi vì theo chính ông quan điểm của ông Putin cho rằng Ukraine chính là một cái đối tác có trách nhiệm nhất trong cái vụ khủng hoảng này. Chính vì Ukraine muốn gia nhập khối NATO, nó làm cho phía Nga cảm thấy bị mất an ninh. Nói tóm lại, ông Putin nói thêm không có gì mới, ngoại trừ những cái đề nghị mới của tổng Pháp với cái sự thành tâm của bên phía Pháp. Mình à, dạ vâng, à, thứ nhất là người cộng sản họ có một cái câu mà người ta vẫn đồn rằng ừ. là chúng À, đó là việc kỳ của ta. Lập trường của ta là ta dự lập trường của địch nếu không trái với lập trường ta thì ta thương thuyết, cho nên <laughs> cái vụ này là nó cũng như cũ thôi, tức là trước sau gì họ cũng bắt buộc người Mỹ và NATO không có được chấp nhận Ukraine làm hội viên bởi vì đó là vấn đề mấu chốt. Thế thì ông Macron đến nơi, hai bên đều chấp nhận rằng là khi sau khi nói chuyện nhiều và nói chuyện tới 5 tiếng đồng hồ ở hai bên đều đồng ý với nhau rằng à, cái này là phải có ukraine bởi vì chính ukraine bây giờ nếu nato không hứa thì có thể ukraine phải hứa một lời nào đó cho nên ông macron phải trở về lại ukraine để gặp chính phủ ukraine nói chuyện rồi sau khi gặp được chính phủ ukraine nói chuyện với ukraine sống xôi về những cái gì người nga muốn ở ukraine làm cái gì thì lúc bây giờ sẽ điện thoại lại với lại là ông Ông Putin và hai bên sẽ thống nhất và sẽ đưa tới một cái chương trình uh, trong tương lai và những cái điều thương thuyết về sau thì đó là lập trường của uh, Pháp và Pháp và người Nga sau khi hai bên gặp nhau. Trong lúc đó thì tại Hoa Kỳ uh, Đức nói chuyện với là uh, ông Biden. Uh, bạn tin thì nói rằng thứ hai họ mới gặp nhau nhưng mà ngày hôm qua họ đã nói chuyện với nhau rồi và trong cuộc nói chuyện đó thì phía người Đức và luôn luôn nói rằng đứng về phía Hoa Kỳ Nhưng mà họ tránh đi Không nói đến chuyện no sim số 2 No sim số 2 là cái gì và Thưa quý vị Nước Âu Châu phụ thuộc vào đường ống dẫn khí đốt của người Nga Đường ống dẫn đó nó có hai đường chính Đường thứ nhất là đi xuyên qua Ukraine Đường này thì Ukraine hưởng lợi là chỉ vì Ukraine đường ống đó đi qua đó ngày xưa Ukraine là của nước Nga, nước Nga họ làm cái đường ống nó đi ngang để cung cấp cho Liên Xô Thế bây giờ đây cái đường ống đó vẫn còn, và người Nga khi nào buồn buồn thì họ vẫn khóa ông Và người Ukraine thì cứ để cho khí đốt chạy qua và lấy tiền Đó là cái chuyện đầu tiên Chuyện thứ hai là đường ống Nord Stream số 1 Đường này là cái đường trực tiếp từ Nga đi giữa biển và xuyên qua và đến nước Đức Đường ống thứ hai là Nord Stream số 2 Là cũng xuyên qua biển và tới nước Đức Thì dĩ nhiên họ cần cả hai đường ống Bởi vì đó là cái đầu mối để mà nước Đức đưa khí đốt sang cho châu Âu và cũng là nước Nga sẽ đi cái con đường đó nữa và họ đang làm một đường thứ ba đi qua Thổ Nhĩ Kỳ cái chuyện đó nó còn dài nhưng mà trước mắt thì người Đức họ nói rằng là họ không có gây chuyện với Nga và họ tránh những cái chuyện gây chuyện với Nga cho nên uh, họ họ đồng ý với Mỹ về vấn đề Nga đang gây chuyện nhưng mà nói về vấn đề Mỹ nói rằng là nếu như người Nga đánh thì họ sẽ cúp cái đường ông nó tin số 2 thì người Đức không chịu người Đức nói là vì, vì cái đó là mấu chốt của nền kinh tế nước Đức cho nên họ vẫn chần chừ và họ tránh không có nhắc đến chuyện đường ống ở Norsim số 2 bởi vì nhắc đến là kệ như đồng ý cho nên họ trong các cuộc họp báo các cuộc nói chuyện với báo chí họ đều tránh khi nào họ nhắc đến xa hơn một chút nữa tới đường ống là họ không đòi tới điều đó cho thấy rằng họ không đồng ý với Mỹ về vấn đề đường ống đó số 2 và người Nga thì hiện nay họ đang uh, chân chừng chừ và họ đang kiểm cách để mà không có nói chuyện với Mỹ, không có nói chuyện với NATO mà chỉ nói chuyện với Ukraine và với nước Pháp giống như rằng là cái cái mà cái hình thái mà người ta gọi là cái format của nó đi gồm cả bộ nước. Dạ. dạ vâng. À, một cái <laughs> app liên quan đến hoạt động của công ty truyền thông của cựu tổng thống Trump đã dời cái ngày ra mắt. Công ty Digital World Acquisition Corp đã thông báo về cái việc ra mắt một ứng dụng, một cái app để hoạt động ở trên cell phone. Cái công ty này hiện đang được điều khiển bởi cụ dân biểu Devan Nunes, một đảng viên của Đảng Cộng hòa ở California. Trước đây thì cái app này dự tính là sẽ ra mắt vào ngày 21 tây tháng 2. Nhưng mà hiện bây giờ thì cái ứng dụng sẽ được hoạt động đã được tuyên bố là sẽ hoạt động vào ngày 31 tây tháng 3 tức là dời cái ngày mà chính thức hoạt động. Do đó cái cổ phiếu của cái công ty này nó bắt đầu uh, đi xuống uh, và nó đã xuống tới cái mức uh, thấp nhất là 80 đồng 45 sen cho một uh, cổ phiếu. Mới đầu thì nó là trong cái ngày bắt đầu đó là nó là 87 đồng 02 nhưng mà rồi nó lên tới 97 đồng 15 sen, rồi cuối cùng nó xuống còn 80 đồng 45 sen mà thôi. Thực ra đây chỉ là một cái ảnh hưởng nhất thời thôi là bởi vì uh, tuyên bố hoãn lại cái ngày ra mắt tức là không đúng với những cái gì mà họ loan báo trước đây cái thời khóa biểu thôi chứ không có lỗ lãi gì hết cả chỉ là trên giấy tờ thôi stock chứng khoán mà Zuckerberg từng một ngày một phiên giao dịch mất tới 35 tỷ sau đó thì lại bơm đẩy trở lại trong cái tuần kế tiếp cái đó là chuyện bình thường nhưng mà cái cốt lõi của cái website này cái điểm chính là họ chưa có chuẩn bị sẵn sàng cho nên chưa thể ra mắt đúng vào cái ngày như đã loan báo. Dục tốc thì bất đạt, còn có nhiều những cái ở trong đó họ cần phải sửa lại. Vẫn còn có những cái khiếm khuyết thuần về mặt kỹ thuật mà thôi, chứ không có tác động gì tới cái yếu tố chính trị hoặc là cái cổ phiếu hoặc là làm ăn hoặc là những người đầu tư lấy ra hết cả. Mời anh Cơ. Dạ vâng, ở trong cái vấn đề này, nó đặc biệt ở cái chỗ là cái công ty uh, DW uh, AC này là một công ty uh, truyền thông bình thường thôi uh, nhưng mà ông tâm uh, cái phía mà chính phủ uh, cái phía mà những người ủng hộ ông tâm là rất là khôn ngoan khi mà xài tới cái công ty này uh, Chỉ vì nó là một công ty bình thường nhưng mà bây giờ họ mua hết cổ phần của công ty này thành ra bây giờ coi như rằng công ty này là thuộc về phía của ông tâm nhưng mà công ty đó họ chỉ đứng tên bởi những người chủ cụ số tiền mà ở trong đó thì phía đó ông Trump đã mua hết rồi à, và trong bây giờ họ dự tính là công ty này sẽ trở thành ra một công ty truyền thông của phe ông Trump à, và sẽ quyết tiền nộp tiền, quyết tiền và uh, và đưa tiền vào thị trường chứng khoán để đầu tư này nọ kia khác sẽ được thành lập và người ta nghĩ rằng với cái uy tín của ông Trump hiện nay đối với rất nhiều người thì cái công ty này sẽ lên giá do đó mà cái ngày cái ngày mà uh, loan bảo rằng là chủ tịch công ty bây giờ đây sẽ là ông đi ông một ông cựu dân biểu của đảng cộng hòa ông này từ chức dân biểu để ra làm cái chuyện này mà ông đây là một người có tài và một người nổi tiếng và vì vậy cho nên khi người ta loan tin đó thì công ty này đột từ 30 đồng lên tới năm sáu đồng ngay tức khắc nhưng sau khi đó đó thì lại xảy ra cái vụ ông trump uh, và vụ sáu tháng giêng nó nổ lớn ra khi mà ủy ban điều tra tìm cách nói chuyện và nó gây ra nhiều cái biến cố do đó cái nó sụt xuống 30 đồng trở lại vì người ta nghĩ rằng nó còn khó nhưng mà rồi giờ đây khi họ công bố rằng là họ có cái app tức là họ sẽ lao ra một cái app app giao dịch giống y có thể giống y như là robin hood giống y như này nào cái hạt có thể dùng để mà giao dịch tiền bạc và đầu tư thị trường chứng khoản giúp cho những người có ông, ông tâm đầu tư được tiền xuyên qua cái app này người là một công ty thuần túy về thương mại nhưng mà hoạt động tài chính ủng hộ cho chính quyền của Trump nếu ông Trump thành công cho cái tổ chức của ông Trump thì đúng hơn bởi vì chị bây giờ chỉ là tổ chức thôi vì vậy cho nên người ta nghĩ rằng là cái app này sẽ lên rất nhiều và do đó mà nó đã lên tới cái mức rằng từ 30 và lên tới 80 là một cái chuyện rất nhanh trong vòng chỉ có 3 tuần thôi và khi bây giờ lên 80 rồi thì bởi vì trong thị trường chứng khoán hay là trong lập vật lập vật vật kinh tế chẳng hạn nếu mình hứa sai là nó đi xuống do đó mà đã hứa rằng là tháng 2 là phải có bây giờ tháng 2 không có thì chắc chắn là có trục trặc và trục trặc thì thị trường sẽ đi xuống ngay và đó là cái lý do tại sao mà đi xuống trong ngày hôm qua vâng. à, một hội nghị uh, hành động chính trị bảo thủ uh, của đảng cộng hòa uh, sẽ diễn ra vào cuối tháng này thì hội nghị này cũng có thể làm nổi bật và cũng có thể làm uh, cái sự chia rẽ uh, đang nổi lên giữa tổng thống uh, cựu tổng thống Donald Trump và thống đốc của tiểu bang Florida là ông DeSantis. Đảng Cộng Hòa thì có rất là nhiều ứng cử viên sáng giá trong đó có thống đốc Florida ông uh, DeSantis. Mặc dù cựu tổng thống Donald Trump vẫn là ứng cử viên được yêu thích nhất trong uh, các uh, ứng cử viên Uh, do cử tri của đảng cộng hòa trong những cuộc thăm dò thì những cử tri của đảng cộng hòa uh, đã cho biết là ông Trump vẫn còn được yêu thích tuy nhiên uh, thống đốc The vẫn theo sát nút ông Trump trong những cái cuộc thăm dò dư luận uh, và cái, cái cái khoảng cách giữa ông The và uh, cựu tổng thống Trump nó cũng không có bao nhiêu. À, năm 1976 thì uh, cụ tổng thống ông ông Jimmy Carter của đảng dân chủ đã đã thắng là bởi vì lúc đó đảng cộng hòa uh, đã có những cái sự bê bối ông uh, của uh, tổng thống uh, Richard Nixon xong rồi uh, ông cho ông uh, Ford lên làm phó tổng thống rồi, rồi sau đó ông Ford lên làm tổng thống và cái sự uh, ứng cử giữa hai ứng cử viên Jimmy Carter và ông Ford thì đã cho thấy là đảng dân chủ lúc đó thắng uh, bởi vì uh, có những cái chuyện như chúng tôi đã nói về về đảng cộng hòa. Rồi sau đó tổng thống Ronald Reagan lên làm tổng thống vì đảng dân chủ không có đưa ra được một đảng viên một ứng cử viên sáng giá nào. Lý do mà uh, chúng tôi muốn nói đến cái việc 1976 là bởi vì lịch sử lúc nào nó cũng tái diễn. Chúng ta thấy rõ ràng là năm 2020 bởi vì những gì mà ông Trump đã làm, dĩ nhiên tùy theo về mình đứng về phía của Đảng Cộng hòa hay để đứng về Đảng dân chủ để nói lên cái cái chuyện này thì ông Joe Biden đã thắng. Tuy nhiên, người ta nhìn thấy là bên Đảng dân chủ có thể cũng ông Joe Biden cũng chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ mà thôi. Và rồi năm 2024 thì Đảng Cộng hòa sẽ lấy lại tòa Bạch ốc. Đó là lý do tại sao mà những cái môn học lịch sử À, lúc nào cũng được phải có ở trong trường học không thể nào mà bỏ cái môn lịch sử ra khỏi cái chương trình học được hết bởi vì nếu mà không học lịch sử chúng ta sẽ không uh, có được những cái bài học mà lúc nào nó cũng chúng ta thấy nó cũng tái diễn do đó người ta nói đến về cái uh, chuyện năm 2024 người ta nói về uh, những ứng cử viên tổng thống người ta nói về sự căng thẳng giữa cựu tổng thống Trump và thống đốc Florida uh, Don the uh, Ron DeSantis về cá nhân thì hai ông chưa có bất kỳ một cái hiềm khích hoặc là chia rẽ hoặc là căng thẳng gì hết cả cái căng thẳng ở đây đó là cái sự quyết định chọn lựa của đảng cộng hòa toàn quốc cái điểm chính của cái vấn đề này ông trump thì được lòng cử tri đa số ủng hộ ông và vẫn muốn ông ra tái tranh cử trong khi đó bên trong nội bộ đảng cộng hòa toàn quốc thì lại không ưa ông trump sau 4 năm ông làm mất lòng quá nhiều người thậm chí là còn gây hỏng việc một số những cái nghị trình của bên phía đảng cộng hòa nói tóm lại ông hành xử tức là một cách độc đoán theo ý của ông đảng cộng hòa lại chuộng ông DeSantis hơn thành thử ra đây là cái vấn đề cái problem lớn Vô cùng quan trọng đối với đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này để coi coi có lấy lại được thứ nhất là cái thế đa số tại quốc hội lưỡng viện hay là không. Và sau cái cuộc bầu cử tháng 11 giữa nhiệm kỳ này thì người dân Mỹ sẽ thấy cái khuynh hướng ủng hộ cho bên phía ai. Dĩ nhiên là bây giờ thì Đảng Cộng Hòa nói một cách chung đang được lòng dân. Bởi vì họ cũng đã có những cái thống kê cho thấy là cái cách giải quyết vấn đề của Tổng thống đương nhiệm và của Đảng Dân Chủ bên phía ông Biden hiện tại càng ngày nó càng giảm cái mức độ người ta, cái lòng tin và cái sự ủng hộ đối với lại ông. Thành thử ra ông DeSantis chưa loan báo là có ra ứng cử hay không mà bây giờ đang được nhiều người mớm là ông nên tuyên bố nhưng mà ông vẫn chần chừ Thành thử ra rất là quan trọng trong cuộc bầu cử này và thấy rõ hai con gà của bên đảng Cộng Hòa là DeSantis và ông Trump. Cái cú đấm ân huệ cuối cùng mà đối với ông Trump nặng nhất cách đây hai ngày là chính Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã đâm ông Trump một dao. Mình cơ. À, dạ vâng. À, thế thì à, cái chuyện này là chuyện về phía đảng Dân Chủ, à, đảng Cộng Hòa. À, cái hội nghị mà CPEC là một hội nghị hết sức là quan trọng. Bởi vì CPEC là hội nghị của những người À, chính trị thuộc đảng bảo thủ thuộc về khuyến hướng bảo thủ họ kêu là conservative political action conference là CPAC thành ra đây là lập trường chính của đảng cộng hòa cái đảng cái hội nghị CPAC này rất là quan trọng bởi vì nó là cái hội nghị mà cho thấy rằng nếu mà người nào được hội nghị ủng hộ tất nhiên sẽ có rất là nhiều tiền bạc để mà tranh cử và cái phần thắng uh, ai được CPAC giới thiệu chắc chắn là sẽ uh, thắng trong các cuộc bầu cử primary uh, cho nên cả hai người đều muốn rằng là họ sẽ thắng ở trong cái CPAC này. Về phía ông Trump, uh, lúc đầu tiên thì ông thầy ông Sanders rất là mạnh. Ông nói rằng là ông ông thầy rằng là là, là 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 ông kêu ông Sanders bảo rằng là ông có muốn làm phó thôi không? Dĩ nhiên ông Sanders không muốn bởi vì ông Sanders ông chỉ muốn làm tổng thống, ông không muốn làm phó ông Trump bởi vì ông tâm đang thất thế mà ông tâm không có cái ông tâm có cái lôi cuốn quần chúng nhưng mà đó là đại đa số quần chúng mà có thể rằng là ông tâm thua những cái người mà ở trong đảng cộng hòa của họ họ không nghĩ tới ông tâm nữa bởi vì ông tâm đã như anh vũ Kiệp đã nói ông tâm đã thua ở trong khi ông điều hành đất nước cho nên người ta ít có cái lòng tin hơn vào trong vào ông tâm hơn nữa thành ra ông, ông đời sang tiền do dự và ông không muốn làm cái điều đó và ông Tâm thì càng ngày càng sống xảo Và càng ngày càng tỏ ra rằng là Mình muốn ra ứng cử 2024 Nhưng mà ông càng ngày Ông càng nói nhiều và ông càng hỡ Và ông là nói những cái câu mà rất là hỡ Và vì vậy cho nên Càng ngày thì ông Tâm càng nói là ông càng thua Cũng như trước kia trong năm Trong khi ông ở nhiệm kỳ tổng thống Ông nói nhiều quá và đâm ra hư sự Và vì vậy cho nên hiện nay Thì tình hình Đảng Cộng Hòa họ rất là sợ ông Tâm Bởi vì sợ ông nói nhiều quá và sợ ông tránh chấp quá nhiều trong cái muốn ra làm tổng thống trở lại và cái chuyện đó nó sẽ gây tai hại cho đảng cộng hòa cho nên họ không muốn mất cái cái vấn đề là đoàn kết trong đảng cộng hòa vặt ảo cho người xem lưng và làm ra như vậy thì sẽ gây ra tai tiếng cho nên bây giờ họ đang cố gắng thuyết phục làm sao để cho ông trump im lặng đi và để cho con gà chính thức của đảng cộng hòa nó được hỗ trợ và được gãy toàn bộ chứ không phải nó vừa gãy mà sau lưng còn có người đánh đuổi đó Dạ vâng và hội nghị này không chỉ có ông uh, cụ tổng thống Trump cũng như là thống đốc Florida ông Ron DeSantis mà cũng có một số yeah, uh, những người khác, người khác nữa giống như là ông Mike Pompeo yeah. uh, dạ ông dạ. Mike Pompeo cũng là một nhân vật đáng giá yeah. dạ vâng văn phố uh, cơ quan văn khố của chính phủ Hoa Kỳ đã phải đến Mar Lago Mar -la, lago cơ sở riêng của cụ tổng thống Trump để thu hồi tài liệu uh, của phụ tổng thống mà ông Trump đã mang về nhà riêng thì tháng Giêng vừa qua tức là tháng vừa qua bây giờ là tháng hai giờ tháng Giêng vừa qua thì cựu tổng thống Trump đã đồng ý trả lại 15 thùng giấy tờ, thư từ, quà tặng, memos, tất cả những gì mà ông đã đe lấy đi khi mà rời khỏi tòa bạch ốc. 15 thùng này đã được trao trả lại cho cơ quan văn khố Hoa Kỳ sau khi cơ quan này đòi hỏi và sau khi luật sư của ông cựu tổng thống Donald Trump tranh cãi. Cuối cùng thì đạo luật Presidential uh, Records Act cũng đã thắng. Đạo luật này bắt buộc các tổng thống phải đưa vào văn khố Hoa Kỳ tất cả những giấy tờ, những giấy chép tay, uh, những lá thư đánh máy hay viết trong computer, thư từ các nhà lãnh đạo khắp, khắp nơi trên thế giới, gửi đến Hoa Kỳ ngay cả những cái quà tặng quà lưu niệm. Tuy nhiên, luật liên bang cho phép các uh, tổng thống được giữ những quà lưu niệm nếu giá trị của món quà này dưới 400 đô la. Nếu mà trên 400 đô la mà tổng thống muốn giữ làm của riêng thì tổng thống phải chi cái tiền túi trả lại cho Hoa Kỳ thì mang cái quà đó để giữ làm quà riêng. Uh, nói tóm lại thì uh, cuối cùng trong những cái cuộc tranh cãi giữa cơ quan văn khố Hoa Kỳ Bộ Văn khố Hoa Kỳ và bên tổng thống Trump thì bên ông Trump đã phải trả lại cái 15 cái thùng đó trong đó có rất là nhiều những cái thư từ giống như là cái thư của ông Kim Jong Un của Bắc Hàn đã gửi và cũng như một bức thư để lại cho người kế nhiệm của ông bởi tổng thống Barack Obama Um, mấy trăm ngàn đối với lại một triệu phú thì uh, nếu mà bỏ ra để giữ làm souvenir quà kỷ niệm thì đâu có tốn kém gì. Nhưng mà cái vấn đề đây nó lồng trong cái bối cảnh chính trị. Ngoài hai cái bức thư cá nhân riêng mà ông Trump rất là thích cho nên ông không hề xé. Như là cách đây hơn một tuần mình loan tin một số những cái hồ sơ có liên quan tới cái vụ mà ngày 6 tháng riêng Ông đã xé nhỏ và sau đó người ta phải lắp lại thì mới tìm. Thì trong số tổng cộng 700 trang tài liệu mà cơ quan coi như là văn khố quốc gia, lưu trữ hồ sơ của quốc gia đó đã truyền lại cho Ủy ban điều tra đặc biệt. Trong đó, đó nó có một cái chi tiết vô cùng là ly kỳ. Tác giả Bob Woodward là một người viết chuyên môn viết những cái hồi ký chính trị về những tổng thống liên quan tới những cái vụ điều tiếng xì căng đan nổi tiếng. Trong quá khứ ông đã từng viết cái vụ Watergate của cựu tổng thống Richard Nixon. Gần đây nhất thì nhờ những cái bức thư này, ông trích đoạn, ông ghi lại trong cái cuốn hồi ký xuất bản The Rage năm 2020 liên quan tới cái nhiệm kỳ của tổng thống Trump. Thành thử ra nó có nhiều cái mắt xích và nhiều cái yếu tố chính trị lồng ở trong cái chuyện này chứ còn nếu không bình thường đây là những cái quà chứ không phải là những cái bí mật quốc gia nhưng đúng theo luật thì bất kỳ quà cáp hay là giấy tờ gì liên quan tới tổng thống đó thì nó thuộc về quyền sở hữu của văn khố quốc gia cái đó là cái lịch sử của một đất nước mời anh cơ dạ vâng à, cái đó nguyên tắc là một lịch sử của đất nước nhưng mà cũng là một trong những cái chuyện để cho tránh pháp luật tránh để mà khỏi mất đi À, những cái chi tiết quan trọng về sau à, những người viết sự người ta cần có à, bởi vậy cho nên luật là luật tất cả những cái gì à, những nhà làm luật đưa ra là họ đã nghiên cứu kỹ do đó họ buộc phải làm như vậy và tổng thống trump thì vẫn thường coi à, như nhiều người nói là ông hay đứng trên pháp luật cho nên ông cứ từ tiền ông đem về à, ông không có quyền làm như vậy đó là cái lý do mà sợ văn cổ đã nói với các luật sư của ông dù rằng các cái chuyện đó không có cái gì là quan trọng hết nhưng mà những giấy tờ đó là tài sản của quốc gia quốc gia phải giữ ông không có quyền giữ do đó mà họ buộc phải trả lại và đó là cái điều sơ sót của ông tâm bởi vì ông cứ nghĩ rằng là cái đó không có giá trị gì cũng phải là quốc phòng hay không phải là những cái gì nguy hiểm ông có có thể lấy nhưng mà không phải như vậy thành ra đó là một trong những cái sơ sót uh, của chính quyền tâm trong cái vấn đề này À, dĩ nhiên những cái tài liệu lấy ở mặt Alago không có đáng gì hết Nhưng mà đó là những cái chuyện cho thấy cái tính khí của Tổng thống Trump Và đó là những cái điểm mà nhiều người không ưa ông Trump Rồi lấy làm bất bằng nữa Thì đó là một trong những cái nguyên nhân à, Mình gọi một cách nhẹ nhàng thôi Nó như thế yeah. không? À, Những người không uh, ưa Tổng thống Trump Cũng như những người không ưa ông Joe Biden Thì uh, sẽ thích thú với cái bản tin sắp tới Đó là cái, một cái chương trình tài trợ Ông hút ma túy trị giá 30 triệu đô la dành cho người nghiền à, trong một cái chương trình gọi là thúc đẩy bình đẳng chủng tộc cái chương trình nó tài trợ 30 triệu đô la bắt đầu vào tháng 5 sẽ cung cấp tiền cho các tổ chức uh, non profit phi lợi nhuận và chính quyền địa phương để giúp những cái người nghiền ma túy sử dụng ma túy một cách an toàn hơn <laughs> trong đó <laughs> là có cái tiền dành cho những cái dụng cụ hút thuốc ma túy bởi vì à, những cái dụng cụ mới này nó giảm nguy cơ nhiễm trùng khi mà hút những cái chất ma túy bằng ống thủy tinh à, cái việc này nó không được tốt do đó là chính phủ à, tài trợ 30 triệu đô la chỉ, chỉ có nước Mỹ mới hào phóng là như vậy an toàn là trên hết cho nên nếu mà bắt nhốt những người này vào trong những cái trung tâm cai nghiện vi phạm quyền tự do và trà đạp nhân quyền <laughs> thành thử ra hành hạ phẩm giá của một người khác cho dù những người này là những người nghiện ma túy hết nước nói dạ vâng à, đối với mấy cái vụ này thì nó đặc biệt nhất là cái bản tin này nó nói tới là cái tiêu đề và cái mục tiêu của việc cung cấp các cái vật phẩm đó thứ nhất là các cái ống binh hút đó nó phải bằng chai bởi vì nếu mà nó bằng giấy hay nó bằng cái gì đó nữa đi thì nó hay là plastic thì nó sẽ dính ở trong và nó sẽ gây ra cái tai hại Và khi bằng chai bằng 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 thủy tinh thì phải là thủy tinh tốt đẹp bởi vì sao bởi vì bây giờ đây những cái ống hút ma túy mà bằng thủy tinh tường nó dễ bệ lắm và bệ thì thì theo lời của những cái mục tiêu của cái cái luật này đó là nó vì cái ống thủy tinh mà nó bệ thì nó sẽ gây ra cho người hút sức môi và chạy máu và như vậy là dễ nhiễm trùng cho nên phải thay bằng những cái bình thủy tinh mới cho họ và bình thủy tinh đó là phải được chế tạo làm sao để cho nó khó vỡ. Cái đó là những gì chi tiết mà những cái chuyện này người ta cũng nói rằng nó giống như là và action. Tức là phải bình đẳng không có thể nào mà những cái người học trò gia trắng mà học trò gia trắng mà học giỏi được đi vào bởi vì như vậy là không bình đẳng với là người da đen, người da đen phải có một cái lượng người ngán hàng nên là cái hạt mới gọi là bình đẳng thì bây giờ đây cũng vậy nếu như những người hút ma túy mà bị tai nạn bị hút thuốc mà chết đi thì sẽ làm cho cái số người đó ít đi nữa là nó cũng không bình đẳng à, vâng. à, thành ra cái luật này nó có cái chữ <laughs> gọi là uh, có cái chữ là lắm mà kêu là bình đẳng chúng tộc ở trong đó mà tôi còn không, không, không biết là phải dịch ra như thế nào cái chữ của mấy bạn mà đó, đó. À, vâng đó là sự thật à, chúng tôi cũng muốn nói thật là nhanh về những gì anh cơ mới nói đó là thông thường đó là những học sinh học xong 4 năm đại học muốn được tuyển vô những trường giống như là những trường đã nổi tiếng về đại học luật khoa đại học y khoa à, đúng là cái phân khoa đó thì à, tính theo điểm thì mới lấy những người giỏi nhất thì phải tính theo điểm yeah. thì cái cái vấn đề mà một số người cho thấy đó là những người da trắng và những người á châu à, là toàn là những cái điểm cao không những người Mễ và một à, những người da đen thì lại ít hơn tức là thí dụ như là trong 100 người da trắng thì có tới là bốn người được điểm cao à, trong khi đó 100 người da đen thì chỉ có một người hay hai người được điểm cao thôi thành ra khi mà tuyển vô những cái đó à, họ muốn cho à, những người da đen được vào trong ưu đó thành thử ưu tiên thành thử, yep. thử mới có cái chuyện gọi là uh, discrimination nhưng mà làm như vậy thì người ta nói là đó là reverse discrimination anh lại kỳ thị cái người da trắng À, nhưng mà cái đó là có lẽ là chúng ta nói vào một cái một cái bên một cái dịp khác à, nhân tiện anh nói thì chúng tôi cũng muốn nói sơ sơ về cái đó thôi nhưng mà trở lại cái tình hình mà chúng ta ngày nào cũng nói đó là tình hình covid à, covid ở Hoa Kỳ thì những cái trường hợp nhiễm thì bắt đầu nó giảm 33% trong tuần qua à, thành ra là ở bên New Jersey họ đã chấm dứt cái quy định về mặt nạ ở học đường À, và những cái tiểu ban khác họ cũng bắt đầu họ thấy à, có cái sự à, giảm mỗi ngày nó mỗi một giảm đi à, những cái người bị nhiễm giảm đi không có nghĩa là không không có phải báo động giảm là một chuyện nhưng mà cái cái số người ở trong bệnh viện nó vẫn còn nhiều khi nào mà nó xuống tới cái mức mà không còn nữa thì người ta mới gọi là à, virus Covid-19 nó rút đi hoàn toàn à, cái chuyện đó thì không biết có có hay không hay là có thể có nhưng mà chưa chưa có bây giờ chỉ, bản tin nó chỉ nói là giảm đi thôi chứ chưa có chấm dứt. Cái 33% đó là tính trong tuần qua chứ còn nếu tính nguyên tháng riêng đó. Các dữ liệu của Liên bang cho biết là giảm 61% kể từ khi mà nó lên tới cái mức cao nhất của tháng 1. Bạn nghe. Vâng à dạ vâng, thì uh, rõ ràng là Covid-19 nó trên đà giảm đi và nếu nó cứ giảm đi như vậy nữa thì chẳng mấy chốc nó xuống một cái mức giảm thấp và người ta phải chờ. Chờ là sao? Chờ cho đến khi nào để coi thử nó có lên lại được hay không? Bởi vì đây là cái đợt tấn công thứ tư hoặc là thứ năm gì đó của Covid-19 lên trên toàn thế giới. À, cho nên à, người ta không có vội mừng nhưng mà họ có một cái lý do khiến họ mừng đó là herd immunity. Đó là cái vấn đề uh, kêu là herd immunity tức là uh, miễn nhiệm cộng đồng. Cái miễn nhiệm cộng đồng này nó quan trọng bởi vì cái Covid-19 nó khi nó lây rồi thì nó khó mà lây lại ngoài từ trường hợp Omicron. Omicron là một trường hợp hết sức là đặc biệt. Nó lây thêm và nó lây những người đã lây rồi. À, đó là một cái chuyện hoặc là những người đã chức ngừa. Người đã lây rồi nó lây lại. Nó rất là mạnh, nó mạnh cỡ đó. Nhưng mà trời đất nó vẫn còn để ý đến loài người. Cho nên khi nó lây mạnh như vậy thì nó lại không gây ra chết chóc như là các cái con Delta. Thành ra đây là một chuyện hết sức là quan trọng Và nhờ cái việc mà lấy nhanh lấy mạnh như vậy Trong chốc lạc nó xóa tan tất cả những cái người không chích ngừa Những người không chích ngừa là lấy rất là nhanh Cũng y như những người mà đã chích ngừa Những người đã chích ngừa lấy chậm hơn Những người không chích ngừa lấy toàn bộ Và một số người đã chết là vì họ không chích ngừa Thì đó là cái điều mà chính phủ Biden muốn nhấn mạnh cái chuyện đó Để yêu cầu mọi người nên đi chích ngừa Bởi vì chích ngừa nó có thể có những side effect nằm quý vị nguy hiểm nhưng mà nó không có đến nỗi phải chết người như khi quý vị bị covid-19 đó là cái điều mà người ta nhấn mạnh cái chuyện đó. Cho nên cái vấn đề trong tương lai họ hy vọng rằng đây là cái điểm cuối cùng của uh, cuộc chiến covid bởi vì covid rồi ra nó chỉ còn là một cơn cảm cúm uh, như là chúng ta đang bị cảm cúm mỗi năm. Dạ vâng, uh, vợ, vợ của thủ tướng Anh uh, là bà Carrie Johnson phủ nhận những cái tin tức trên báo chí nói là bà ta đã chi phối chồng của bà là ông Boris Johnson trong những cái quyết định quan trọng của chính phủ. Thì chúng ta nhớ là cái thời mà ông Clinton làm tổng thống có một cái số xe họ bó cái cái sticker ở đằng sau. Cái sticker đó đề là chốt phế Clinton và chồng bà ta. <laughs> lúc đó, đó thì ông Clinton làm tổng thống. Nhưng mà người ta nói là chốt phế Clinton là tại vì đó là last name. Thì bây giờ thí dụ người ta nói là chốt phế Johnson và chồng của bà ta. Thì có nghĩa là bà ta là người chỉ huy, chi phối những cái quyết định quan trọng ở trong chính phủ. Và à, cái chuyện của bà, à, bà uh, Kerry Johnson thì có lẽ là không thể nào so sánh được với bên, bên, bên Clinton. Nhưng mà bà này thì bà cũng đã nói rõ ràng là đây là những cái mục tiêu của kẻ thù của thủ tướng trong một cái chiến dịch tàn bạo mà mà đánh đánh bạc tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh của bà ấy, chứ anh cơ thấy chưa đã thấy rồi yeah. Xinh không yeah, bà cũng đẹp lắm á bà yeah. bà này là cái người mà đã từng làm trong nội các, à, đã từng làm trong các bộ thì đúng hơn làm trong các bộ rồi ông này thì người đã ly dị vợ cho nên để ý đến bà uh, nghe nói là trẻ hơn ông dạ yeah, chắc chắn dạ yeah. yeah, chắc chắn là trẻ hơn uh, yeah. thế thì cái bà này nó có cái uh, và đây là người yêu thú vật cho nên người ta đồn rằng là trong cái vụ Afghanistan khi mà triệt thủng quân đội đó thì một số thú vật mà ở bên đó là được đưa về nước anh họ nói rằng là bà ông Johnson ông nghe lời bà này cho nên người ta mới hỏi ông thì ông nói cho mấy con nó con đi về ăn đi thì phi cơ cũng chở thêm mấy cái con con vật đó đi về trong khi đó thì một số hoa kỳ đã bỏ lại những con vật mà À, người ta vẫn dùng để mà khám xét chẳng hạn nhưng mà cũng mà nó để dùng khám xét thì họ bỏ lại ở bên đó luôn họ đi về chứ họ không mang theo bởi vì trong gấp rút họ không có thì lo hết thì đó là những cái chuyện khác biệt và bây giờ tại sao lại có cái vụ ba này à, Sở dĩ vụ ba này đưa ra là vì người ta muốn lật ông Boris Johnson mà lật chưa được cho nên họ phải kiếm đủ mọi phương diện để mà đánh thêm và cái vụ đánh thêm này là đánh thêm về phía gia đình của ông Boris Johnson thành ra họ đánh cụ này cũng mạnh. trong đó có một cái vụ rằng là uh, có một nhà thầu đã nhận thiệt, uh, đã nhận thầu mà sửa lại cái uh, cái uh, cái phòng của hai người. bởi vì trong trong cái uh, tòa nhà số 10 đường Đào Ninh thì nó có một cái phòng của uh, thủ tướng phòng kệ như là nhà riêng, cái uh, một cái phòng riêng một khu vực riêng của thủ tướng. giống như dinh uh, giống như là uh, dinh mà bạch cung của Hoa Kỳ vậy. thành ra Họ nói rằng là cái nhà thầu này họ đã làm một cái bức mạng vàng gì là nói những chuyện đó hơi khó tin nhưng mà không hiểu là có thiệt hay không thì đó là những chuyện vậy. Và bây giờ đây thì họ phải lôi thêm vụ này nữa bởi vì ông Parkgate là có party mà có vui vẻ và được một nhân viên của ông Boris Johnson ra lệnh điều tra. Ông ông Johnson ra lệnh điều tra và đưa một nhân viên làm việc này thì nhân viên đó đã có điều tra và đưa ra bản kết luận rằng thiếu khả năng chỉ huy thiếu khả năng phản xét của ông Boris Johnson đó là của người lãnh đạo đó là nói rõ ra như vậy nhưng mà vẫn chưa xong bây giờ đây ông không chịu từ chức và quốc hội không đủ túc số để mà biểu quyết bất tín nhiệm vì cần tới bộ chữ ký mà họ không được 54 chữ ký cho nên họ kéo thêm một vụ nữa bây giờ họ lối cảnh sát vào để mà điều tra trên th th thương diện pháp lý là vụ đó vi phạm pháp luật và sẽ đem ông này đưa ra tòa để xử nếu như mà tòa án mà ông không có vận động được hoặc là tòa án nó đứng về phía những người chống đối đó thì đó là cái tin mới nhất về cái vụ này và tại sao có những cái chuyện bây giờ liên quan tới bà vợ của ông <laughs> um, tỷ phú Elon Musk ông này thì nhiều người biết đến và ông có hai cái mục tiêu mục tiêu rất là ông có cái tham vọng Thứ nhất là thiết lập một cái thuộc địa vĩnh viễn của con người ở trên sao Hỏa. Cái thứ nhì là tạo ra một cái công nghệ liên kết cái bộ não của con người với trí thông minh nhân tạo, tức là nó có một cái chip bỏ vào trong não. Thì chúng ta đã nói về cái việc này rồi. À, giống như ở trong phim Matrix mà tôi có có có, có dịp đã nói đó thì à, một người mà muốn lái máy bay trực thăng không biết lái chưa học bao giờ thì gắn cái chip vô trong cái cái não thì tự nhiên là coi như cái bộ não nó 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 có thể nó điều khiển được cái chữ thăng là bởi vì tất cả hoạt động của chúng ta yêu thương, thù hận, đau đớn đều xuất nó xuất phát từ não thì cái những người mà bị liệt người ta cái bộ não nó không có thể đưa cái lệnh tới những cái tay hay chân gì đó thì nếu mà có cái chip nó bỏ vô trong cái não thì hy vọng cho những người nào mà bị liệt có thể sử dụng điều khiển À, những cái cánh tay của họ cánh tay đó có thể chúng ta chỉ nói sơ sơ thôi không đi vô trong chi tiết à, thì à, cho những người bị liệt à, liệt tủy sống hay là trên trên tay không hoạt động có thể hoạt động được uh, dạ yeah, vâng à, <laughs> cái này nó quan trọng lắm là bởi vì à, ngày xưa người ta nghĩ như vậy thôi nhưng mà bây giờ ông ông mở ông phải nghĩ thêm nữa bởi vì cái ship đó nó quá nhỏ để mà điều khiển cả bộ óc con người cho nên họ mới dùng cái ship đó là đặc biệt nhất là của ông Elon Musk ông nghĩ ra là cái, cái ship đó sẽ là một cái nơi trung gian để chuyển những cái tín hiệu từ một cái computer lên lên trên cái ship đó rồi cái ship đó mới điều khiển uh, những cái tế bào trong con người uh, thì đó là cái trạm trung gian chuyển biến từ một cái computer và từ trong đầu óc con người nó liên lạc với nhau nghĩa là con người có thể nhờ cái ship đó mà liên lạc với computer và computer nó làm ngược lại nó chỉ đào cho bắp thịt nào phải co bắp thịt nào phải phải rút ra bắp thịt nào phải dạng để con người được tự do cử động và ông còn ghê hơn nữa là ông nghĩ đến một cái AI tức là khi con người mà được gắn cái chip đó và nối với cái một AI computer có rất nhiều tiền thì họ không cần học tập nhiều bởi vì AI là được chi việc chép vô là nó học được luôn thành ra đó là một trong những cái chuyện mà ghê gớm mà người ta nghĩ rằng là nói rằng là ông Elon Musk phải nói phải mới nghĩ ra được chuyện như vậy nhưng mà quan trọng nhất trong cái bản tin này là họ đã làm chuyện đó với công khí mà được rồi dạ. <laughs> yeah. à, bái phục bái phục à, một bản tin hỏi về tại sao nút áo của đàn ông và đàn bà lại khác nhau ở hai người đàn bà nút áo ở bên trái còn người đàn ông À, là bên tay phải thì có nhiều cái sự giải thích đó là tại vì đàn ông đa số họ thuận tay phải đàn bà cũng thuận tay phải nhưng mà cũng có tin có cái giả thuyết nói là à, đàn bà để cái nút ở bên tay trái là bởi vì để cho cái người đối diện muốn cởi ra cửa nhanh hơn đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim luôn luôn là như vậy thì mời anh cơ. <laughs> Được rồi. Thế thì người ta giải thích bằng nhiều thứ. Thứ nhất là họ nói rằng là từ từ xưa tới giờ nhưng mà cái chi tiết cuối cùng là anh bảo nói là chi tiết hay nhất là bởi vì họ nói rằng là người đàn bà hay là người đàn ông mà sợ gì như vậy ngày xưa đàn bà họ đàn ông cởi ngựa thì ngồi hai bên nhưng mà một số đàn bà họ cởi ngừa, họ ngồi một bên thôi và kiểu nếu mà hai bên mà nút áo của họ mà nhất là họ hay ngồi bên trái thành ra nếu mà cái nút áo mà gài gai gài suối đó gài theo kiểu mà bên phải đó như đàn ông đó thì nó là lông giỏ vô trong áo thành ra họ phải gai ngược lại để cái áo nó ra ngoài đó là một lý do và cái lý do họ đưa ra nữa đó, lý do này cũng quan trọng là họ nói rằng là uh, một cái lý do này họ đưa ra họ nói rằng sợ gì mà có như vậy vì ngày xưa đàn bà không có bình đẳng với đàn ông cho nên khi mà bình đẳng rồi được mặc áo sơ mi giống đàn ông thì họ lại muốn làm cho khác đi cho nên họ làm đó để phân biệt đàn ông và đàn bà nhưng mà cái ý của anh bảo là hãy nhật tức là khi Chờ khi làm như à. vậy thì cái người trước mặt mình họ có thể cởi ảo dễ dàng hơn cởi cái nút áo dễ hơn bởi vì người đó thường là đàn ông mà thường tay mặt sao người ta nói là tại vì dễ vạch ra cho con bú hơn chứ ai nhờ ông nào cởi đâu không cái đó cũng có cái đó cũng là một nguyên nhân mà tôi ừ. cũng sơ sót không nói đến dạ yeah. à. tối nay về men thử bảy <laughs> <laughs> giờ năm mươi bốn phút đến anh đây, đây thử thì hơi trễ quá trễ rồi <laughs> quá trễ rồi. <laughs> xin trân trọng cảm ơn quý Khánh, khán giả đã theo dõi chương trình xin hẹn lại với quý vị vào sáng ngày mai cũng từ bảy giờ đến tám giờ Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè Một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình VinashopTV.com 1855-855-5888 Ngôi chợ Á châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.